Thưa quý vị và các bạn, nhằm quảng bá những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Lào tới đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh, qua đó thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tổ chức khai mạc lễ hội Tết Té Nước Buôn Huột Nặm năm 2024 tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam. Dự lễ hội có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên. Tết Té Nước Buôn Huột Nặm của dân tộc Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Năm nay, lễ hội được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024. Trong đó, ngày 13 tháng 4 đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với các tiết mục đặc sắc, mang đậm nét văn hóa các dân tộc, với sự tham gia của đội văn nghệ quần chúng huyện Điện Biên, các thôn bản trên địa bàn xã Núa Ngam, các đơn vị kết nghĩa và các xã trên địa bàn có cộng đồng dân tộc Lào cư trú. So với các năm trước đây đã tổ chức, năm nay là huyện Điện Biên tổ chức với quy mô lớn hơn. Thứ nhất là về phần hội, là chúng tôi mời tất cả những cái bản trên địa bàn của xã Núa Ngam tham gia các tiết mục văn nghệ. Thứ hai là cộng đồng dân tộc Lào ở các xã sống trên địa bàn huyện Điện Biên tham gia các tiết mục văn hóa văn nghệ, qua đấy để giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Lễ hội Tết Té Nước Buôn Huột Nặm năm 2024 đã được tổ chức với nhiều hoạt động mang ý nghĩa truyền thống của dân tộc Lào như lễ cúng, buộc chỉ cổ tay cầu mong may mắn, các trò chơi dân gian, múa lăm vông, vui hội, đoàn đi xin nước từng nhà, cúng thần sông, thần suối, ra suối tắm, vân vân. Các hoạt động đều thể hiện đem lại sự phồn vinh cho vạn vật, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cho năm mới luôn được ấm no, hạnh phúc. Về phần nghi thức thì các cụ sẽ thực hiện nghi thức trong không khí trang nghiêm để cầu khấn những điều tốt đẹp nhất đến với thôn bản và cầu mong mưa thuận gió hòa và một sự bình an, may mắn của năm mới. Và sau phần nghi lễ thì cũng sẽ xong đấy là sẽ diễn ra phần hội. Phần hội là sẽ diễn ra các trò chơi như là táo la sa, là rùa ấp trứng, và xưa khóc mú là hổ vổ lợn, với điệu múa mang đậm bản sắc của dân tộc Lào là múa lăm vông. Buôn Huột Nặm còn là dịp để bà con dân bản được sáng tạo thể hiện những trò chơi dân gian, những điệu dân vũ truyền thống lăm vông và đặc biệt là tục té nước của dân tộc Lào. Qua đó đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia. Thì cá nhân tôi thì đến lần đầu tiên cũng tham dự lễ hội này, tôi thấy là cũng háo hức cũng như là cũng hòa mình với những lễ hội này, cũng vui, cũng mong muốn rằng là lễ hội này sẽ được phát huy và được phổ biến rộng hơn, không chỉ trong tỉnh Điện Biên mà các tỉnh lân cận. Đây là lần đầu tiên em đến với lễ hội Tết Té Nước ở tỉnh Điện Biên của dân tộc Lào. Những nét truyền thống của người dân Lào nơi đây người ta vẫn giữ gìn rất tốt và em cảm thấy khá thú vị với những phong tục đấy ạ. Thông qua lễ hội nhằm duy trì tổ chức các hoạt động mang tính thường niên, thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện Điện Biên, du khách trong và ngoài tỉnh Điện Biên, góp phần vào thành công của năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.